ngày 22 tháng 6, Bộ Y tế cho biết trong 6 giờ qua, cả nước có thêm 100 ca mắc COVID-19, từ ca bệnh 13.531 đến 13.630. Trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long, 3 ca, Cà Mau 1 ca, An Giang 1 ca. 95 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 37, Bình Dương 33, Bắc Giang 10, Tiền Giang 5, Đà Nẵng 4, Hà Tĩnh 2, Bắc Ninh 1, Vĩnh Long 1, Long An 1, Đồng Nai 1. Trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến trưa cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 11.922 ca ghi nhận trong nước và 1.708 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 10.352 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về điều trị, cả nước có 5.453 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh và 69 ca tử vong. Ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo tìm người liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, nhằm kịp thời kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng dân cư, Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân yêu cầu những người dân có đến tại các địa điểm sau cần liên hệ ngay trạm y tế phường Thạnh Xuân hoặc trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ngày 9 tháng 6, tiệm thuốc Tây Minh Châu, đường TX25. Từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 10 tháng 6, chợ Tự Phát, đường TX22 và chợ Minh Phát. Ngày 11 tháng 6, tiệm thuốc Tây Thiên Phúc, đường Tô Ngọc Vân. Ngày 13 tháng 6, tiệm thuốc Tây Mỹ Dung, đường Tô Ngọc Vân. Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 14 tháng 6, hồ câu cá Ngân Long, khu phố 6, phường Thạnh Xuân. Ngày 22 tháng 6, đại diện công ty cổ phần dược sinh học Nanogen, công ty Nanogen cho biết vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax. Theo đó, trong tình hình dịch bệnh đang cản trở sự phát triển kinh tế của cả nước và thế giới, công ty Nanogen đã nghiên cứu và sản xuất vaccine Nanocovax phòng COVID-19. Vaccine đã chứng minh được những thành công bước đầu dựa trên các kết quả báo cáo giữa kỳ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh chấp thuận và đánh giá tốt. Dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax đạt 99,4%, so sánh với các loạt vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Dù vậy, giá bán dự kiến hiện đang thấp nhất thế giới chỉ với 120.000 đồng một liều. Sáng ngày 22 tháng 6, bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân 7.186 ngụ xã Cư Mốt, huyện Ehờ Leo đã được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 7.186 phát hiện mắc COVID-19 ngày 30 tháng 5. Đây là trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh của điểm nhóm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo bệnh nhân 7.186, sau 3 ngày từ thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Lắk thì mới biết mình ở chung phòng với F1 nên đến trạm y tế xã khai báo. Thời điểm đó tôi vô cùng lo lắng và cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã tiếp xúc với nhiều người. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người vì tôi mà đã bị ảnh hưởng, bệnh nhân 7.186 chia sẻ. Trước đó, bệnh nhân 7.186 từ thành phố Hồ Chí Minh về xã Cư Mốt, huyện Ehờ Leo. Sau khi phát hiện trường hợp này mắc COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Ehờ Leo đã phong tỏa 3 thôn và 9 điểm với hơn 2.500 dân. Địa phương này cũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 với thị trấn E Răng, xã E Quy, xã Cư Mốt với 36.000 người dân. Liên quan đến ca mắc COVID-19 mới được phát hiện vào tối ngày 21 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công điện khẩn về thực hiện biện pháp cấp bách để phòng chống dịch. Bệnh nhân 13.486 cư trú ở thôn Dông Tót, xã Yê Lai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, làm việc ở khu công nghiệp Bình Dương. Trường hợp này liên quan đến 4 công dân đi về từ khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 4 công dân nói trên, khi về đến địa phận tỉnh Gia Lai đã khai báo y tế và được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Chư Sê thực hiện phong tỏa tạm thời đối với thôn Dông Tót, xã Y Lai và trạm y tế xã Y Lai bắt đầu từ 21 giờ ngày 21 tháng 6, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cách ly tập trung đối với tất cả đối tượng tiếp xúc gần và toàn bộ nhân viên của trạm y tế xã Y Lai. Ngày 21 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký ban hành văn bản số 3922 gửi các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh.
Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn về việc chỉ đạo một số nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn triển khai một số nội dung, nhiệm vụ sau. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo. Đối với các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, khu di tích, danh lam thắng cảnh, các khu tập luyện thể thao, hoạt động thể thao, điểm công cộng được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng không tuân thủ, vi phạm các nội dung nêu trên sẽ bị đóng cửa, dừng hoạt động và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh trừ các địa phương, khu vực đang có dịch được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Giao Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh hướng dẫn trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 22 tháng 6, trưởng ban dân vận quận ủy quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Hương cho biết quận đã tiến hành chuyển nhu yếu phẩm vào hỗ trợ bà con. Anh chị em công nhân ở khu phố 2, 3 và 4 phường An Lạc bị phong tỏa. Cụ thể, trong ngày 21 tháng 6, quận Bình Tân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 6.624 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, người bán vé số và công nhân lao động trong vùng phong tỏa. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Thời gian qua, quận Bình Tân đã vận động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ bà con trong khu vực phong tỏa và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí là hơn 4,3 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt là 518 triệu đồng, nhu yếu phẩm hơn 3,8 tỷ đồng, gồm gạo, mì, trứng, dầu ăn, sữa, rau củ quả. Ngày 21 tháng 6, hệ thống ngân hàng Cuba đã chính thức áp dụng quy định được công bố trước đó 10 ngày về việc ngừng tiếp nhận tiền mặt gửi bằng đồng đô la Mỹ. Thông báo chính thức của Ngân hàng Trung ương Cuba nêu rõ đây là một quyết định tất yếu xuất phát từ lệnh cấm vận của Mỹ. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Cuba nhấn mạnh biện pháp này không áp dụng đối với các giao dịch chuyển khoản hoặc tiền mặt của các loại tiền tệ khác và chỉ áp dụng đối với đồng đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Cuba thông báo thời hạn của biện pháp này sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ xóa bỏ các biện pháp trừng phạt ngăn cản hoạt động bình thường của các thủ tục xuất khẩu đồng đô la Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 21 tháng 6 tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vào bất cứ thời điểm nào tại bất kỳ địa điểm nào, đồng thời khẳng định đề nghị mới nhất của Mỹ sẵn sàng nhóm họp mà không cần điều kiện tiên quyết. Phát biểu trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ hồi đáp một cách tích cực đối với đề nghị của Washington. Ông Price nhấn mạnh, kết quả của cuộc rà soát vừa hoàn tất chính sách về Triều Tiên của Mỹ nhằm tìm kiếm một cách tiếp cận thực tế, hiệu chỉnh để phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.